một cũng là một sản phẩm khoảng gần 3 triệu đồng, nhưng mà có một cái thiết kế cực kỳ đẹp. Với một cái phần thiết kế khá là đặc trưng này thì chúng ta sẽ có một cái phân khúc gần tầm giá với lại thiết bị này, đó là chiếc Oppo Neo 7. Oppo Neo 7 là một trong những thiết bị khá là sang trọng và đẹp mắt. Thì hôm nay mình sẽ làm một bài so sánh về thiết kế, hiệu năng, camera, liệu hai thiết bị này cùng có một cái RAM 1GB thì bản ROM của nhà sản xuất nào sẽ thuận tiện hơn. Ở thiết kế thì chúng ta sẽ thấy OB nổi bật với một phần nhựa được trải dài lên cả mặt sau và mặt trước. Thì phần nhựa này nhìn thiết kế khá là đẹp và nó không giống chiếc FE1 mà hoàn toàn khác biệt. Những cảm giác bo tròn góc đằng sau tạo cảm giác rất là sang trọng. Phần trên có điểm nhấn đó là một phần viền đỏ, cảm giác như tháo ra được nhưng mà không phải. Màn hình thì được trải dài lên tầng trên đây, làm cho cảm giác màn hình nó dài hơn và to hơn rất là nhiều. Mặc dù máy chỉ có mang một màn hình là 5 inch độ phân giải là HD mà thôi. Phần dưới chúng ta sẽ có một thương hiệu OB và ba phím điều hướng nằm ở phía trong máy. Mặt sau, điểm nhấn dĩ nhiên là một camera của máy và một đèn flash. Mặt sau này chúng ta sẽ có thêm một cái thương hiệu OB nằm ở phần dưới. Ở phần sau thì chúng ta có thể tháo được nắp lưng ra, và nắp lưng này rất là dễ dàng tháo ra, nhưng mà nó khá là mềm và nó khá là dẻo, mỏng nữa. Vì vậy các bạn hãy cẩn thận khi trong việc tháo lắp thiết bị này ra. Thì máy sử dụng lên tới 2 SIM. Kèm theo thì cạnh trái và cạnh phải của máy chúng ta sẽ có một phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn. Và đây là một điểm khá là đáng khen. Mình cũng đã hỏi rất là nhiều người khi cầm thử thiết bị này thì mọi người cảm thấy như thế nào. Thì tất cả đều thích cái thiết kế của chiếc FG1 này, bởi nó khá cà là đều tay. Khi phần dưới được bo tròn, giúp cho việc cầm nắm lâu cũng khá là dễ chịu. Mặt trên vát phẳng, làm cho chúng ta có cảm giác sang trọng hơn rất là nhiều. Và dĩ nhiên là nó không có cái màn hình gồ lên giống như chiếc F1. Vì vậy đây là một cái điểm mình khá là thích. Và ở chiếc Oppo Neo 7 thì chúng ta đã quá quen với lại một cái thiết kế màn hình 5 inch, nhưng mà trước và mặt sau và ba phím tăng giảm âm lượng nằm ở phần dưới. Có lẽ Oppo cũng không thay đổi quá nhiều về thiết kế của chiếc Neo này. Mặt sau thì sẽ làm bằng nhựa và được phủ một phần nhựa bóng, và xung quanh sẽ có một điểm nhấn, đó là một viền nhựa giả kim loại màu gold chạy viền xung quanh. Thì ở viền này chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng nằm ở khá cao, phím nguồn cũng cao ngang tầm. Viền này chúng ta có thể khi mà chúng ta tìm kiếm hay là phím bấm khá là khó khăn. Và những cái nút này nó khá là nhỏ chứ nó không có to như những thiết bị của OB, gây ra một cái cảm giác sụt xịt khá là nhiều. Cái viền được trải dài mặc dù liền khối không có được tách ra, nhưng nó gồ lên so với lại mặt bằng chung của phần nắp lưng và phần màn hình. Điều này thì là mình rất là khó chịu khi mình sử dụng, thì tay mình cứ cảm giác cứng cứng, và nhất là khi đổ mồ hôi tay vừa trơn vừa cảm giác khó chịu ngứa ngáy ở phần tiếp giáp giữa khung sườn và màn hình. Thiết bị này cũng có khả năng là tháo được nắp lưng ra, máy cũng trang bị là 2 SIM. Và dĩ nhiên thì nắp lưng này chúng ta không có thể lấy hết pin ra được, chúng ta chỉ có thể tháo nắp lưng ra để có thể thay SIM hoặc là sử dụng thẻ nhớ micro USB mà thôi. Về phần thiết kế thì mình đánh giá của chiếc OB có vẻ cao cấp hơn rất là nhiều, và nó phù hợp với người dùng hơn so với lại chiếc Neo. Về cấu hình thì để mình nhắc sơ về cấu hình của hai thiết bị, và chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan nhất về cả hai thiết bị này nhé. Thì về chiếc OB FG1 thì chúng ta sẽ có một màn hình 5 inch với độ phân giải chỉ là HD mà thôi. Và camera của máy là 8 megapixel và camera phụ là 5 megapixel. Và máy sử dụng một hệ điều hành Android là 5.1 Lollipop trên nền tảng giao diện của OB. Và dĩ nhiên là máy sử dụng chip MediaTek lõi tứ 1.3GHz. RAM của máy thì đây là một cái điều rất là nhiều người đang phân vân, đó là RAM 1GB. Loại màn hình thiết bị này sử dụng là màn hình 5 inch, độ phân giải là HD, IPS, LCD. Và máy còn có hỗ trợ thẻ nhớ tối đa lên tới là 32GB. Và dung lượng pin của chiếc máy này, đây là một cái điều mình rất là thích và khá là đáng khen khi OB đã trang bị cho chiếc FG1 này một cái dung lượng pin lên tới 3000mAh. Ở một dung lượng pin này thì mình có thể gọi là hoàn toàn sử dụng được chiếc FS1 này dư sức trong vòng một ngày. Chiếc Oppo Neo 7 của chúng ta sẽ có một bộ vi xử lý là MediaTek 6582 và RAM là 1GB. Ngoài ra thì một thông số khác là máy có một bộ nhớ trong là 16GB, kèm theo camera sau là 8MP và camera trước là 5MP. Dung lượng pin của thiết bị này đó là 2420mAh. Thì về cả hai thiết bị chúng ta đều trang bị một bộ vi xử lý là MediaTek, và dĩ nhiên là một dung lượng pin cũng khá là ổn. Nhưng mà chiếc FG1 này thì dung lượng pin sẽ tốt hơn rất là nhiều, mặc dù cả hai máy đều sử dụng trên màn hình là 5 inch có độ phân giải là HD mà thôi. Và chiếc Oppo Neo 7 thì chỉ có một màn hình 5 inch và độ phân giải chỉ là UHD mà thôi. Thì độ phân giải này nó thấp hơn độ phân giải HD mà chiếc FG1 đang mang trên mình. Vì vậy thì mình đánh giá là những phần về cấu hình, chiếc OB FG1 này hoàn toàn có thể gọi là có ưu thế hơn rất là nhiều so với lại cái thiết bị Oppo Neo 7 này. Và bây giờ thì tiếp theo mình sẽ bắt đầu về cái màn hình.
Ở màn hình chúng ta sẽ đều có một cái màn hình là 5 inch theo tỷ lệ 16:9. Nhưng mà ở chiếc OB FG1 chúng ta sẽ có một độ phân giải là HD, và chiếc Neo sẽ có một lần phân giải là QHD, có nghĩa là dưới cái chuẩn HD luôn. Về màu sắc thì mình bật cả hai màn hình này ở mức sáng lớn nhất thì mình sẽ thấy rằng khi chúng ta sử dụng ở trong điều kiện trong nhà thì màn hình của chiếc FC1 hiển thị những cái màu sắc khá là tốt, trẻ trung, và những màu sắc này nó không có đậm đà nhiều, và góc nhìn của chiếc FC1 này cũng rất là tốt, tốt hơn so với chiếc Oppo Neo 7. Thì ở chiếc Neo 7 độ phân giải cũng nói lên khá là nhiều, khi chúng ta nhìn đủ gần thì máy cũng xảy ra một số tình trạng gọi là rổ hạt trên những cái icon của thiết bị, bởi vì máy chỉ có mang độ phân giải là QHD mà thôi. Những cái hiển thị gam màu nóng trên chiếc OB hiển thị tốt hơn rất là nhiều, như những cái hiển thị màu đỏ từ icon YouTube thì mình thấy rằng chiếc OB hiển thị tốt hơn, màu sắc nó chân thật hơn, trong khi chiếc Oppo Neo 7 thì màu sắc có vẻ nhợt nhạt hơn. Mặc dù góc nhìn của chiếc Oppo Neo 7 cũng khá là tốt nhưng mà độ rổ của nó cũng rất là nhiều. Điều này thì nếu các bạn muốn lựa chọn một cái máy có màn hình tốt hơn, độ phân giải tốt hơn thì OB FG1 sẽ là một trong những sự lựa chọn khá là tốt và nổi bật. Về camera, đây là một phần mà mình khá là thích trong những cái bài đánh giá mà mình hay làm. Thì cả hai thiết bị đều có cùng một thông số về camera, đó là 8 megapixel ở camera sau và 5 megapixel ở camera trước. Thì ở camera sau thì chúng ta cả hai thiết bị này đều có những cái tính năng khá là hay, hiển thị hình ảnh cũng khá là tốt, và mình đã thực hiện những bức ảnh trên cả hai thiết bị này. Thì ở trong điều kiện thiếu sáng thì đầu tiên thì mình cảm giác như là chiếc Oppo Neo 7 sẽ có góc hình chụp rộng hơn, đèn flash thì chiếc OB sẽ được có đánh góc rộng hơn rất là nhiều, và góc nhìn cũng như là cái phần đánh flash của nó sẽ tốt hơn so với chiếc OB. Những cái hình ảnh khi hiển thị ra trên hai thiết bị này khi zoom vô ở mức độ vừa phải thì cũng không bị rỗ nhiều. Và dĩ nhiên là độ phân giải 8 megapixel đã là đủ dùng cho người hiện nay đang muốn lựa chọn một chiếc smartphone chỉ để đơn thuần là giữ lại những khoảnh khắc nhỏ của mình mà thôi. Những cái hình ảnh hiển thị ra ở một điều kiện thiếu sáng thì chúng ta sẽ thấy rằng chiếc Oppo Neo 7 có vẻ như thực hiện tốt hơn những điều này, khi những cái màu sắc có vẻ như sắc sảo hơn và đậm đà hơn rất là nhiều, cũng như góc ảnh được chụp rộng hơn và chi tiết cũng tốt hơn rất là nhiều. Trong khi ở chiếc OB FG1.5 thì chúng ta sẽ thấy là những cái hình ảnh này nó sẽ có giống như là nó làm mịn lên, nó sẽ không có bị rổ nhiều, nhưng mà độ chi tiết thì không còn cao như là chiếc Oppo nữa. Chẳng hạn như những cái tấm hình chụp ở đây, ở chi tiết của chiếc Oppo khá là tốt, trong khi chiếc OB này thì nó làm cho mịn hơn và những màu sắc nó có vẻ nhợt nhạt hơn rất là nhiều so với chiếc Oppo Neo 7 này. Về camera trước thì chúng ta sẽ có camera là 5 megapixel ở cả hai thiết bị. Về Oppo thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có một số tính năng như là Beautify 3.0. Ở chế độ này chúng ta có thể dễ dàng tự sướng với những chế độ yếu, trung bình hoặc là mạnh, thì chúng ta có thể chụp những bức ảnh gọi là ảo tung chảo. Còn ở chiếc OB thì camera trước của thiết bị chúng ta cũng có chế độ gọi là Face Beauty Mode. Thì ở chế độ này thì chúng ta cũng có khả năng cân chỉnh cũng như là làm ảo diệu hình ảnh, nhưng mà nó không cao, cũng như là góc ảnh cũng như là những màu sắc nó không thực sự là tốt huyền diệu bằng chiếc Oppo Neo 7. Thì camera trước cũng như camera sau thì có lẽ như là mình đánh giá chiếc Oppo Neo 7 này khá là tốt. Về giao diện chụp hình thì chúng ta sẽ có một giao diện chụp hình hơi tương đồng với nhau. Có lẽ như là những hệ điều hành Android 5.0 thì chúng ta sẽ có một cái giao diện nó khá là đơn giản, không có nhiều gì sự cân chỉnh nhiều. Thì phần ở Oppo Neo 7 thì chúng ta sẽ có một phần một cái thông báo đèn flash ở đây và phần chuyển camera. Bên dưới thì chúng ta sẽ có những bức ảnh đã chụp, nút chụp, và ở đây thì sẽ là cân chỉnh thêm những cái chế độ và hiệu năng của thiết bị. Thì chúng ta chỉ cần kéo qua trái và kéo qua phải thì chúng ta sẽ qua được hai chế độ là photo và video. Chúng ta có thực hiện được quay video cũng như là chụp hình. Thì ngoài ra chúng ta sẽ bấm vào cái chế độ More Fun Action. Thì ở đây chúng ta sẽ có những chế độ như là Beautify nè, rồi Panorama nè, HDR nè, chụp ảnh động nè, rồi hình ảnh có âm thanh nè, rồi lấy nét Double. Đây thì đây là một trong những cái tính năng khá là tốt của trên chiếc Oppo Neo 7. Còn ở chiếc FG1 thì chúng ta cũng sẽ thấy một giao diện cũng khá là tương đồng, khi phần trên là những chế độ mà chúng ta thường hay dùng như Panorama, chụp nhiều vật thể, rồi chụp ảnh động, tất cả đều nằm ở trên đây, ngay cả Beautify cũng nằm ở đây. Phần dưới chúng ta sẽ có phần thêm cả phần cài đặt ở đây, bởi vì ba phím điều hướng của chiếc OB FG1 thì không nằm ở trên ba phím điều hướng này mà nằm ở phần trên màn hình luôn, vì vậy nó sẽ có thêm phần cài đặt. Bên cạnh chúng ta sẽ có luôn cả quay phim và chụp hình trực tiếp ngay bên đây luôn.
thì điều này giúp cho việc chúng ta có thể view phim chụp hình khá là dễ dàng tìm kiếm. Bên cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh mà chúng ta đã chụp, có thể chuyển đổi camera, camera trước và camera sau. Thì về cái giao diện, mình sẽ đánh giá cao giao diện của chiếc Oppo Neo 7 hơn, bởi vì cái giao diện của chiếc Oppo Neo 7 này dễ dàng sử dụng, cũng như chất lượng camera và cách sử dụng thân thiện hơn đối với người dùng. Và bây giờ thì mình đã xong hết về thiết kế, cấu hình, màn hình và trải nghiệm về camera.